quẹt tải nhau. Thì lúc đó là ảnh ấn tượng với em về cái profile và cái hình, nhưng mà em thì em không ấn tượng gì về ảnh hết. Chỉ có điều là ảnh để cái profile là có nhà cửa ổn định, có công việc ổn định, muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc. Nên là em mới quẹt phải ảnh xong là hai đứa mới trao đổi qua Tinder. Thì khoảng một tuần sau thôi thì hai đứa gặp nhau, và khoảng lần gặp thứ hai thôi tụi em mới định kết hôn luôn. Thứ hai tụi em mới định kết hôn luôn. Trời ơi lâu quá, lâu quá. Mẹ ảnh không có đồng ý em là bởi vì em có một cái căn bệnh mãn tính cũng hơi nguy hiểm, nên là ba mẹ anh không có chấp nhận. Cái bệnh đó thì em có thể bật mí được không? Dạ, đó là bệnh lupus đó chị. Em suy nghĩ là ví dụ như nếu mà có bệnh nặng thì cho em sống 20 năm với nhau cũng không sao hết. Em cũng không có quan niệm là phải thiệt là lâu hay là sao hết. Em suy nghĩ đơn giản lắm. Miễn là mình yêu nhau thoải mái, sống một cái cuộc sống nó vui vẻ với nhau là được. Em tên là Dương Thanh Hải, em năm nay 39 tuổi, em ở Hồ Chí Minh. Dạ, em là kỹ sư giám sát công trình. Chắc là đi suốt đúng không? Dạ, cũng đi suốt trực đêm suốt anh ơi. Dạ, đi dạ. Xa nhất là ở đâu Hải? Xa nhất là đi tới Mũi Né. Rồi mời vợ Hải. Dạ, em chào anh chị, em tên là Vũ Hoa Tiên, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang là quản lý kênh thương mại điện tử của một công ty mỹ phẩm Hàn Quốc. Em cũng đến từ Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Cơ duyên nào mà lại khiến xui hai đứa gặp nhau? Cách đây còn khoảng 3 năm thì lúc đó em có lên trên mạng á, lên mấy cái app hẹn hò. Cái em mới tìm trước thì thấy vợ em có cái hình dễ thương quá, mà cái mô tả thì cũng giống giống như là cái mong ước của em. Cái em mới nhắn tin, đợi khoảng 1-2 ngày cái vợ em trả lời, thấy trao đổi qua cái lại thấy hợp á, cái cũng hẹn cà phê, xong rồi từ đó mới phát triển ha. Vậy là quá nhanh đó chị. Cái này là mới 1-2 ngày thôi, cái cặp kia là tới 3 tháng rồi. Tụi em quẹt phải nhau thì lúc đó là ảnh ấn tượng với em về cái profile và cái hình, nhưng mà em thì em không ấn tượng gì về ảnh hết. Chỉ có điều là ảnh để cái profile là có nhà cửa ổn định, có công việc ổn định, muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc. Nên là em mới quẹt phải ảnh xong rồi hai đứa mới trao đổi qua Tinder. Thì khoảng một tuần sau thôi thì hai đứa gặp nhau, và khoảng lần gặp thứ hai thôi tụi em quyết định kết hôn luôn. Thứ hai thôi tụi em quyết định kết hôn luôn. Trời ơi lâu quá. Lâu quá. Cái cặp kia nó cũng chỉ còn hình như là 1 tháng là 1 tháng nó kết hôn. Còn này có ngày thứ hai thôi. Em gặp anh này em có một cái sự tin tưởng gì mà em quyết định là kết hôn với ảnh? Đó là em cũng đã có nhà cửa ổn định, tất cả thứ ổn định rồi. Thì em cũng đã từng có những cái mối quan hệ trước đây và cũng không có đi đến đâu hết. Nên là đến khi gặp anh này thì ảnh cũng có chia sẻ về gia đình, công việc, mọi thứ đều rất là mát với em luôn, rất là phù hợp. Thì ảnh có nói là bây giờ ảnh lớn tuổi rồi, với lại là ảnh cũng đã từng quen những cái mối quan hệ trước đó mà không có thành, nên là bây giờ ảnh muốn là kết hôn trước rồi tìm hiểu sao được không. Vừa xăm chơi lớn vậy em. Dạ, vậy cho chắc anh ơi. Mấy mối quan hệ trước cũng vài năm xong cũng không tới đâu, thôi giờ mình đổi chiến thuật, mình thay đổi phong thủy. Dạ. Bây giờ kết hôn xong rồi gặp bé nó không hợp với mình nữa, giờ lúc đó tính làm sao? Trên đời thì không có gì nó thập phần thập mỹ, quan trọng là mình theo cái điều kiện hoàn cảnh đó mình phù hợp nó làm sao thôi. Theo em thấy là vậy á. Thật ra là lúc mà em với ảnh quen nhau thì cái thời gian nó rất là nhanh, có khoảng 1-2 tuần thôi tụi em quyết định kết hôn. Thì cái giai đoạn đó là dịch và lockdown toàn thành phố luôn. Thì có về nói với ba mẹ thì ba mẹ hai bên đều đồng ý hết, nhưng mà do là dịch nên không có tổ chức lễ cưới được, thì em với ảnh mới sống chung với nhau. Tuy nhiên là đến khi hết dịch á thì tụi em sẽ kết hôn, nhưng mà trong cái quá trình đó thì có xảy ra biến cố nên là tụi em không có kết hôn liền được. Biến cố gì, từ đâu? Ba mẹ ảnh không có đồng ý em là bởi vì em có một cái căn bệnh mãn tính cũng hơi nguy hiểm, nên là ba mẹ ảnh không có chấp nhận. Cái bệnh đó thì em có thể bật mí được không? Đó là bệnh lupus đó chị. Bạn còn trẻ. Dạ. Cái này em có tìm hiểu thì thật sự là nó không phải là quá nguy hiểm. Dạ. Như mọi người suy nghĩ đâu. Dạ, dạ. Mà có nghĩa là chúng ta phải uống thuốc thường xuyên đó chị, uống suốt đời luôn đó. Thì nó sẽ ngăn cản được cái tế bào trong đó nó phát triển. Nhưng mà bây giờ thì hai vợ chồng đã dạ. Ok hết chưa? Thì sau khoảng 2 năm sống chung với nhau thì ba mẹ ảnh cũng thấy được là em với ảnh là có một cái tình cảm rất là chân thật với nhau, và cũng là sức khỏe của em cũng ổn định, không có vấn đề gì hết. Nên là cuối cùng là ba mẹ ảnh cũng đồng ý và tác thành. Thì hiện tại là gia đình hai bên đều đang rất là vui vẻ. Dạ. Là vậy nghĩa là sống rồi. Chung bao lâu thì các bạn mới đăng ký kết hôn, có một cái lễ cưới? Dạ, hiện tại là tụi em chưa tổ chức lễ cưới. Dạ, tụi em mới kết hôn hồi tháng 10 năm nay. Có định khi nào tổ chức lễ cưới không? Dạ không. Nó phải có một cái việc gọi là anh phải tỏ tình với người ta thì người ta mới đồng ý, đúng không? Tỏ tình kiểu lúc đó thì là mình thấy là qua 1-2 lần mình gặp nhau rồi thấy cũng ok, cái tính tình hợp. Lúc đó là qua nhà của ba mẹ về quê rồi. Cái lúc đó là cũng ngồi uống nước trò chuyện, xong rồi cái cũng nói thì sau vài lần gặp nhau thì anh thấy em cũng thấy hợp, hai đứa hợp tình hợp ý, gia cảnh hoàn cảnh vậy thôi thì mình làm bạn
trai bạn gái với nhau, em làm bạn gái của anh nhé. Không thì cái cũng đợi bạn suy nghĩ lâu không? Không lâu lắm. Đâu nãy là nó qua thì thứ gì là đã đồng ý lấy nghĩa suy nghĩ liền làm... trả lời trong lúc đó không là bao em sao? Dạ đúng rồi, trả lời lúc trả đó trả lời trong lúc đó nó là bao lâu, khoảng mấy tiếng? Dạ, chắc chưa đến 1 tiếng rồi. Ồ vậy đó. Lúc nào thì em biết bạn em bị cái căn bệnh đó và cái lúc đó em nghĩ gì? Cũng sau 1-2 lần thì bạn cũng nói cho em biết rõ hết. Em suy nghĩ là ví dụ như nếu mà có bệnh nặng thì cho em sống 20 năm với nhau cũng không sao hết. Em cũng không có quan niệm là phải thiệt là lâu hay là sao hết. Em suy nghĩ đơn giản lắm. Miễn là mình yêu nhau thoải mái, sống một cái cuộc sống nó vui vẻ với nhau là được. Cái điểm gì ở bạn này mà em lại có một cái tình thương nó đặc biệt như vậy? Dạ tại em thấy bạn khá là thật thà, nói chuyện thoải mái anh. Mà em cũng làm trai miền Tây cho nên em rất là thích cái tính đó. Theo anh được biết thì căn bệnh lupus đó là một cái căn bệnh mà nó rất là khó có con. Dạ. Đúng không? Dạ. À, em biết cái điều này không? Dạ em biết. Em thì em nghĩ là không có con cũng được, không sao hết. Mà nhà em đông anh em không? Dạ nhà em thì có 2 anh em. Em còn một bé gái, em gái. Vậy là con trai một đó phải không? Trai một. Rồi mẹ em có đồng ý về cái việc mà ví dụ em không có con nối dõi không? Dạ ba mẹ em thì cũng ok, miễn là em vui là được. Em biết ảnh đó thì em cũng chưa cảm nhận gì về ảnh hết. Tuy nhiên là sau khi cái thời gian mà sống chung với nhau thì em thấy ảnh rất là hiền và tốt tính, suy nghĩ mọi thứ là đều dành cho em hết. Nên là em rất là trân trọng. Bệnh của em khi mà ổn định vẫn có thể sanh đẻ bình thường, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên là hiện tại tụi em không muốn có con, chứ không phải là vì vấn đề bệnh của em. À, dạ. Tức là em không muốn có. Dạ đúng rồi. Tại vì tụi em không có thích con nít. Và tụi em cảm thấy là phải có trách nhiệm để nuôi lớn nó rất là khó khăn, chứ không phải là đơn giản là đẻ ra rồi là nuôi lớn. Nên là hiện tại thì tụi em chưa có muốn có con, chứ không phải là về vấn đề bệnh của em. Nhưng về phía gia đình của em thì sao? Ba mẹ em thì không có đồng ý, thì tức là ba mẹ em thì thích có con có cháu, nhưng mà thì em cũng nói là em đó là quyết định của em, thì hiện tại là em không muốn thì ba mẹ cũng không có ép được. Yeah. Nhưng mà em thì em có đồng ý với cái việc đó không? Cái em cũng không thích con nít lắm. Em thích sự yên tĩnh mà con nít ồn ào em cũng không thích lắm. Cho nên là nếu mà vợ em cũng có ý đó thì cũng ok, không vấn đề gì hết. Dạ. Ba mẹ muốn có cháu nối dõi không? Ba mẹ em thì thấy sao cũng được, cũng không có thúc ép lắm. Thật ra là ba mẹ rất là thương con cái. Cho nên là con cái hạnh phúc, con cái vui. Tức vui là mẹ đều ủng hộ và động hành được. Đúng không? Lúc mà sống với nhau thì bao lâu thì mới đám cưới? Dạ tụi em à? Chưa làm đám cưới, tụi em mới cưới hồi tháng 10 là đăng ký kết hôn. Là khoảng đó. Hơn 2 năm. Hả không, tới bây giờ là dạ, là 3 năm. 3 năm ở chung với nhau thì nó có những cái tật xấu gì nó lòi ra, nhất là cái người đàn ông mà quá coi như là thập toàn thập mỹ như thế này rồi hay không? Dạ thì thật ra là chồng em thì rất là hiền, chỉ có điều là nhiều khi em dặn đi chợ mua này mua kia thì hay quên thôi. Mỗi lần mà gây gỗ lên có giống như anh chồng của con bé thỏ con không? Ao ao phưng phưng lửa giận thì như rồi chứ nhỏ thích, nhẹ nhỏ thích. Nhẹ bình em chưa bao giờ thấy anh nổi giận. Vậy giờ em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì không? Thật ra thì em chỉ muốn là ảnh tập trung hơn, khi mà em nói với ảnh về cái này cái kia thì ảnh tập trung hơn thôi. Rồi vậy giờ vợ mình thì sao, vợ mình có tật gì xấu không? Vợ em thì cũng không có tật xấu gì nhiều, chỉ có là hơi nóng giận xíu. Em hỏi một cái câu hỏi cái vợ em sẽ trả lời bằng một câu hỏi, ví dụ em hỏi là cái này cái món này là cho thêm đường được không? Cái vợ nói ủa hôm qua tôi nói với ông rồi công thức làm sao? Xong rồi cái em tính hay quên đâu có nhớ đâu. Rồi xong rồi cái ủa đi, rồi rút cuộc này làm sao? Rồi cái em cũng không biết câu trả lời luôn. Là quên nữa. Kết lửng vậy đó. Chồng lại là kết lửng nữa. Mong muốn vợ thay đổi điều gì đó. Cũng không cần phải thay đổi gì đâu. Thấy cũng được. Thay đổi cái mình mệt á. Dạ nhầm khi là thay đổi mình thích ứng không có quen. Thôi không hiền dễ sợ luôn. Không quen rồi cái lại phải tìm cách xử lý nữa. Nhân hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là Hải có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ hay không? Thì thông qua chương trình thì chồng cũng muốn một lời cảm ơn tới vợ. Thì cảm ơn vợ là đã rất là thông cảm với cái chứng hay quên của chồng, mà rất là không có so đo với những cái tiểu tiết đó, mà luôn là cam chịu để mà nhắc nhở chồng. Chồng cũng sẽ cố gắng để sửa cái tính này. Rồi. Dạ với lại ông cái. Rồi. Ủa rồi vợ không nói gì chồng hả? Thật ra thì mấy cái lời mà dễ thương yêu thương là ngày nào cũng nói với nhau rồi. Nên là hôm nay cũng nhân chương trình này thì cũng muốn gửi lời với ba mẹ hai bên. Chồng nói đi. Thì tụi con cũng cảm ơn cha mẹ gia đình hai bên đã ủng hộ tạo điều kiện cho tụi con đến với nhau.
cha mẹ gia đình hai bên giữ gìn sức khỏe và luôn tin tưởng hai vợ chồng chúng con sẽ sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời. Dạ, cảm ơn hai em. Dạ. Em tên là Nguyễn Thanh Dương, hiện công tác tại thi hành án dân sự quận 2. Năm nay em 29 tuổi. Còn em? Em năm nay 27 tuổi, em tên là Hoàng Thịnh. Em đang là giáo viên tại trung tâm chăm sóc người trẻ tự kỷ Dĩ An ạ. Vậy là hai bạn ở Bình Dương lên đây tham gia với chương trình hả? Dạ. Ờ, còn em là em làm ở quận 2. Rồi đi làm xong rồi tối về Bình Dương. Đúng rồi. Làm sao mà hai bạn lại gặp nhau trong hai cái môi trường quá khác nhau như vậy? Bọn em gặp nhau là tình cờ thôi. Em học anh văn hơi yếu nên là em đi tham gia cái lớp trung tâm anh văn của bên trường Nhân Văn, bên trường vợ đang học. Thế là gặp vợ cũng học cùng lớp luôn. Nên lúc đấy thì hai đứa là phân cùng một nhóm để thảo luận. Thế vợ có thảo luận nổi với vợ không? Hay là sau đó là vợ phải kèm? Vợ làm nhóm trưởng. Em ấn tượng đầu tiên em thấy cô bé này là lại đông hương, nhỏ nhỏ xinh xinh nên là em thích, em xin số điện thoại. À, có nghĩa là ấn tượng là nhờ xinh là... xinh, đồng hương. Còn em có ấn tượng gì với ông xã không? Không có ấn tượng gì về ông xã nhà em hết. Thứ nhất là không đạt được các cái tiêu chuẩn lúc của em. Thần tượng lúc đấy của em là Lee Min Ho. Nếu mà ở Lee Min Ho ở Hàn Quốc không được thì cũng phải cỡ Bình Minh ở Việt Nam. Vậy thì chắc chắn phải là em là người chủ động tỏ tình, phải không? Thời đầu thì cũng chưa biết nói yêu đương nhá. Thế là cũng đi chơi để hỏi thăm nhà cửa quê hương thì học hành thôi. 6 tháng sau thì mua quà tặng cô ấy thì cũng có tỏ tình, nhưng mà lúc đấy thì cũng không có tỏ tình rõ ràng như bây giờ. Thì em có yêu anh không thì không có. Tỏ sao? Tình anh ấy xuống, anh ấy rủ em đi uống nước, xong rồi anh tặng quà cho em. Cái anh cũng không nói gì hết, thì về nhà anh ấy nhắn tin ấy là anh ấy yêu em. Cái em lỡ nhận quà rồi chứ. Rồi sao? Nhận quà rồi cái bảo em không lẽ rồi trả lại quà, cái bảo là em chưa nghĩ đến cái chuyện đấy. Từ chối tình cảm đúng không? Chưa nghĩ đến. Chưa nghĩ xong đến. Bao giờ mới nghĩ đến? Cách về là 2 năm sau, lúc em ra trường em đi làm rồi. Vậy đó. Rồi, bây giờ thôi chuyển qua cái giai đoạn mà khi yêu đi. Thì cho hỏi nha, bạn gái em lúc đó có ghen? Bạn gái em thì không ghen. Chứ đàn bà con gái em ghen hết trơn á. Nhiều khi do chồng em đàng hoàng quá. Thứ nhất là em tin anh này lắm. Nên là em không có chuyện là ghen tuông bóng gió gì về cái bạn này. Có nghĩa là bạn này là khẳng định là từ lúc mà quen với em, từ lúc mà còn đi học á, là hoàn toàn bạn không có một người con gái nào khác cái bên à? Đúng không? Chắc vậy. Ô hay vậy, chứ lại cứ chắc vậy là thế nào? Chắc là còn thời gian 2 năm đấy thì em không. Thời gian 2 năm đấy thì em cũng không nắm bắt được tình hình nào. Nói thực tâm nha, là khi mà em đã có vợ em rồi thì em gặp một người phụ nữ khác, em có xao xuyến không? Em có cảm thấy là em thích ngắm nhìn những người phụ nữ khác ngoài vợ em, hay là em chỉ có duy nhất một người vợ của mình thôi? Không thì thấy đẹp thì ai cũng nhìn, nhưng mà nhìn xong thì thôi. Ôi trời ơi, em có chứng kiến chồng em nhìn một người nào khác ngoài em chưa? Có chị, nhìn nhiều người chứ. Trời ơi, coi phim. Ôi trời ơi, ngay luôn. Ngay rồi. Cái mẫu mà. Cái mẫu là. Rồi, khui đi. Khui. Đời này không có cái người đàn ông nào mà nhìn phụ nữ đẹp mà không nhìn nữa. Thấy chưa, thấy Hồng Vân gầy ghê chưa. Rồi em nói đi. Cái hôm đó đi sang bến Bạch Đằng chơi nhá. Đàng hoàng người lung linh lộc lẫy ngồi bên vậy nè. Cái có một cô mặc đầm cũng ngắn ngắn vậy đó, mà xòe xòe vậy đó. Cái đi qua tự nhiên lấy tay hất vậy nè. Trời ơi, sụp đổ hình tượng luôn. Rồi sao? Trời ơi, hất rồi. Rồi nói bác xe buýt đi về luôn, không cần chờ nữa. Trời ơi, cái hất đó chắc tục bấy lắm à. Trời ơi, dám hất luôn á. Không phải hất mà tay người ta đi rồi, người ta đi xa xa rồi mà lấy tay bóp. Úi dồi ôi, cái kia vậy nè. Có nghĩa là chọc. Vậy là chắc là chọc bạn em đúng không? Không, hàng xạ hoàn toàn bình thường, không phải chồng. Không tin, bây giờ nó đi đó. Em, tức là cái cô đó đi rồi. Thì anh này mới là làm cái động tác dày đúng không? Dạ. Ghê vậy nè. Mình cũng không hiểu tại sao mà giận 4-5 ngày sau mới... Sao không giận? Giận kinh hoàng luôn. Ôi trời, chắc tóc cái váy cái chắc nhật thức toàn phần. Vậy có bao giờ em ấy váy vợ em như vậy chưa? Chưa. Ừ. Ôi, thế người ta ghen là đúng rồi. Váy người ta mặc đi không ấy lên, đi ấy váy người khác thì có mời. Rồi, các bạn quen nhau là bao lâu mới lấy nha? Bọn em quen nhau năm 4 tháng. Một năm 4 tháng. Tức là cuộc sống của tụi em á, sau khi mà lấy nhau xong rồi, tụi em có trải qua những cái thời điểm mà nó khó khăn hay là nó gặp gần hay là nó trơn tru cho đến bây giờ? Cái thời gian hôn nhân ban đầu khó khăn nhất là lúc mà hai vợ chồng mới cưới, quyết định mua nhà thì lúc đấy nợ nhiều mà vợ em thì lại mất việc. Lúc đó là đang có em bé không hay là chưa lúc đấy là chưa có, đang có bầu. Đang có bầu thôi, đang có bầu mà lại bị mất việc. Xong lúc đấy nó bực dọc trong người anh, vợ thì đang mang thai nên là nhiều khi cũng không muốn chia sẻ. Nhưng em cứ ôm vô bản thân mình thôi mà. Nên là lâu ngày quá không có, nó bung nha. Bung sao? Cãi nhau thôi. Lúc đó em có biết cái áp lực mà chồng em đang chịu? Thật ra thì em là người là hiểu cái áp lực của anh ấy nhất, nhưng mà khi cái thời điểm đấy thì lại không
không có bao giờ chia sẻ hết, mà chỉ là khi mà đi áp lực như thế đấy thì em biết chứ, tại vì gánh nặng cơm áo gạo tiền của một gia đình nữa, mà lúc đấy thì cứ trong dâu đổ đầu tằm, em cứ bảo vậy đó. Lúc đấy thì do em cứ giấu ấy, không có chia sẻ với chồng những cái chuyện ở trong công việc của mình. Đến khi mà tình thế không thể cứu vãn được nữa đấy thì em mới bung ra ấy. Thì lúc đấy bắt đầu tỏ thái độ. Bình thường thì về nhà thì cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mà đi uống rượu về, rượu vào thì lời ra thì cứ làm tổn thương nhau rất là nhiều. Thật sự là bi kịch. Mà lúc em có bầu mấy tháng? Em có bầu cũng có 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng rồi. Rồi lúc đó là tụi em vượt qua như thế nào? Rất là căng thẳng. Cái đợt hai cái vã đó thì bắt đầu nhận lỗi lại, xong cũng ngồi lại bàn bạc với nhau, bắt đầu lên kế hoạch dần dần. Ví dụ như là nợ của ai hoãn được thì mình sẽ hoãn. Xong bắt đầu dành dụm lại. Xong rồi khi mà con cứng cáp rồi thì gửi con cho bà đi làm. Bao lâu để vượt qua được cái thời điểm đó? 4-5 tháng. Cũng còn nhanh đó. Thường thì là cái cặp vợ chồng mà Son đến với chương trình này thì hầu như là bao giờ cũng nói là sau khi về thì luôn luôn mang theo sự may mắn. Thì tôi mong rằng là cặp vợ chồng của bạn cũng giống như các cặp vợ chồng khác đến với chương trình, thì sau khi về hy vọng là may mắn cứ tới ào 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 ào. Chúc cho hai chồng bạn. Rồi thôi, bây giờ mình chuyển qua một cái câu chuyện khác. Ví dụ như bây giờ sau khi cưới về thì em có bất ngờ ở ông chồng của mình có những cái điểm xấu gì ông lộ ra? Sau khi cưới về thì mới lộ nguyên con người ra. Lộ nguyên hình đấy, đúng rồi, lộ nguyên hình. Lộ nguyên hình. Anh kể. Trước đây thì khi mà đang yêu nhau ấy thì cũng thứ bảy chủ nhật thì hay sang phòng em ấy, cũng hay nấu nướng, rồi nói chung là nhìn cũng tươm tất gọn gàng lắm. Nhưng về nhà thì mới biết ra là một con người hoàn toàn. Ngày xưa là có con lừa ông hiếm ai xiên lắm em ơi. Ông người bên cạnh chị xiên lắm. Rồi sao nữa em? Anh ấy mê phim hành động Mỹ, mê mà ngồi xem từ tối cho đến sáng mai cũng được. Người liên quan đến nghề nghiệp mà, có nghĩa là cái máu ở trong người là và thích phim hành động, giống như chị là chị thích phim ma thôi đó. Cứ phim ma với kinh dị là chị coi. Rồi còn gì nữa không? Càng giảm suy diễn. Ví dụ? Suy diễn rất là nhiều thứ, ví dụ như là những cái chuyện rất là nhỏ trong gia đình thôi anh cũng có thể suy diễn rất là hay. Từ cái việc là em cho con ăn mà không may bỏ quên cái khăn ở trên bàn đi, thì anh ấy sẽ suy diễn là khi em đến trường em dạy các cháu là em vào làm việc thì sẽ để quên cái này, rồi em làm vào việc quên cái kia. Hoặc là cái điện thoại của em mà không may em bỏ quên ở nhà thì anh ấy sẽ suy diễn nào là em sẽ quên cái điện thoại như thế này thì sẽ phải giống như đi cày rồi quên mang trâu ấy, giống như là quên đi dạy thì quên mang giáo án vậy đó. Kiểu suy diễn như thế mà nhiều khi em thấy mình rất là bị tổn thương. Tại vì những cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ như em không để ý chẳng hạn, hay là em không có cố tình làm như thế, nhưng mà cứ suy diễn ra nó rất là to chuyện. Cái em cũng điền lên cái lễ quốc nhau. Điền lên là quốc nhau. Cãi nhau ấy. Tiếng địa phương của người ta có nhiều cái ngôn ngữ lắm. Mất võ miệng ấy. Có cái nào mà quất nhau mà đến nỗi mà bức dọc mà em phải đi khỏi nhà? Dạ có. Ủa cái đó trời nó như thế nào? Bình thường thì cho con ăn này loanh quanh như ở xóm thôi. Đi đâu mãi em kiếm mãi, lấy xe máy sách kiếm lòng vòng mãi không thấy. Thế là bực mình rồi. Đâu thấy lò đấy thì về thế em sạc cho một trận. Bé nhà em rất là biếng ăn, mà anh này đặc biệt là chưa bao giờ cho con ăn được một miếng nào hết. Mà hôm đó thì nó cũng mệt trong người ấy, thành ra em mang con ra cái mấy cái chỗ mà bán hủ tiếu này nọ ở bên ven đường ấy. Tự nhiên thấy bố đi đón về, cái hôm đó con ăn hết được bát, mới đang te bảo chứ bố ơi giỏi trên này ăn hết bát cơm rồi nè. Tự nhiên quốc một hồi vậy đó, mà em thì xung quanh đấy là hàng xóm mà. Thì em mới bảo trời ơi có gì về nhà nói chứ sao tự nhiên thế này. Cái về nhà em điên quá thì em cũng cứ bảo đấy con anh đó, anh cho ăn đi rồi cái gì đấy để khỏi đi đâu hết, rồi cứ cãi lên cãi xuống. Điền qua thì nhét vali quần áo mẹ con tôi đi. Đi đâu? Đi ra khách sạn. Trời ơi. Ê, rồi. Thật đồng cảm ghê. Lo quá. Ôi mà rồi ra khách sạn gần nhà không hay là sao? Ban đầu là em định lên khu tập thể của trường. Nhưng mà trong mắt mọi người thì gia đình em nó êm đềm lắm. Cái suy nghĩ đi suy nghĩ lại bảo chứ thôi tội gì lên trường làm gì cho mọi người biết. Thôi tìm cái khách sạn nào đẹp rồi vô. Có đó khách sạn đẹp không? Có. Ở trong đó bao lâu rồi? Sao vô kể tiếp rồi vô khách sạn nha. Em vào cái khách sạn đấy thì cái khách sạn đấy nó đẹp quá. Mà giường chiếu thì cũng đẹp ngăn nắp lắm mà. Lại có tivi nữa. Cái mà ở nhà thì anh này lại không thích cho em xem những cái chương trình video game show. Cái vô đấy cái đàn chương trình đồ đại Mỹ cái thích quá. Cái hết giận rồi cứ hai mẹ con cứ xem phim vậy thôi. Cứ miên man coi chứ quên sự chồng đấy. Xong rồi ông này ông cứ nhắn tin thì cũng chỉ trả lời lại yên tâm là đi vô chỗ này chỗ kia ở vậy đó, yên tâm không cần phải suy nghĩ gì. Rồi xong sao?
xong rồi chiều mai đón con về chứ tội gì ở khách sạn mãi tốn tiền. Không lẽ té cái rầm nữa. Rồi về chồng có căng ngăn không hay là lúc đó là chồng sợ quá rồi? Bình thường, mày đòi đi nữa. Lần đó là lần đầu cũng là lần cuối hay là sau này mỗi lần dẫn lên đi khách sạn tiếp? Không, cái này là phải tùy thuộc vào cái bạn này. Thế còn Dương, vợ bạn có tật xấu gì? Vợ em thì nó đoạn tính, tức là làm đâu thì bỏ đó, tức là em hay nói gì. Thứ hai là nấu ăn dở. Không phải, chắc là vợ em nấu mà nêm theo kiểu mà nêm cho con ăn á, cho nên là đối với em là dở, đúng không? Đồ ăn của con là em nấu hay chồng nấu? Dạ em nấu ạ. Đấy, cho nên là nêm đồ ăn cho con á, rồi quen cái nêm đó rồi. Không, từ nêm chuyển qua mình là bắt đầu mình từ lúc mà lấy về luôn. Lấy về trước đây thì em lên phòng thì nấu ăn thì chỉ một vài món thì mình không biết như thế nào, mình bị lừa. Thứ hai thì trước đây thì gọn gàng, lên phòng nào gọn gàng lắm mà về nhà thì không thế là coi như là hai bạn đều nhận ra nhau là coi như là đứa nào cũng bừa. Nếu như cho hai bạn mỗi người một cái điều ước và mong muốn cái người bạn đời mình thay đổi, vậy thì điều ước của em là gì? Mong cho vợ gọn gàng hơn thôi. Mong gọn gàng, ví dụ nấu ăn cái dở ra ăn cơm tiệm. Còn em tâm nguyện nữa là anh bớt nhậu lại và phải giữ gìn cái sức khỏe của mình ý. Em chỉ hỏi thiệt em nè, em nghe cái điều mà mong muốn của vợ em có xúc động không? Chứ chị là chị rất là xúc động đó. Tại vì nếu mà biểu ông Bụt bà Tiên mà cho một điều ước á, là cái điều ước vợ em là ước cho em chứ không phải ước cho vợ em đó. Em có xúc động không? Dạ có. Em làm được cái điều mong muốn. Cái này thì hạn chế thôi, em không thể bảo là bỏ được. Có thì hạn chế. Con gái mấy tuổi rồi? Con gái 2 tuổi. Đó, con gái mới có 2 tuổi thôi. Em 29 tuổi rồi. Cái người đàn ông á mà cái tuổi nào là bắt đầu xuống sức? Trên 35. Em 29 á, con em 6 năm nữa. 6 năm nữa thì con em mới có 8 tuổi thôi. Nhỏ lắm. Chị quỹ thời gian của chị tính toán vậy lắm, giống như con bé con của chị này nó 8 tuổi. Chị ước là chị sống 10 năm nữa mà khỏe mạnh chút cho nó đủ 18 tuổi chị mới yên tâm. Mà còn em thì con em chỉ mới có 2 tuổi thôi, cho nên á em giữ sức khỏe cho em là một chuyện, em phải giữ sức khỏe cho con em. Cho nên khi mà vợ em ước cái điều đó chị rất là xúc động. Ước là ước cho em chứ không phải cho vợ em đâu. Đó thì chị mong rằng là em giữ cho em, giữ cho con em và giữ cho cái gia đình của em. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của vợ chồng Son, em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc, bên công ty Farmland thức ăn gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà dạ, quê đâu? Quê em ở Bình Phước ạ. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi, tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, hỏi mặt quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó có rất một là cái gì đó nổi rất tiếng lắm nè. Nổi rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á. Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sao dạ là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có xảy ra cái vụ việc đó là khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương. Có một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập, trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ ngủ. Thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá. Nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là vợ em mới nói là vợ ơi, lấy cho anh cái con dao rửa. Tại vì em biết là bọn nó đi là lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau rồi thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời á, nhảy xuống như vậy cái. Dạ em coi lại video rồi em mới thấy, chứ lúc đó em cũng không nghĩ. Dạ là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Mình đang bầu bì như vậy mà mình
giác rửa. Bất chấp luôn, bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu luôn. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. Chồng là 1:3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em nhảy xuống, em có dương cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp lên. Dạ. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh 3 thằng hả? Dạ. 3 thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao, nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì 3 thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ bắt được chưa ta. Dạ cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Dạ, chắc tụi mà là 4 thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có 2 người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự như 2 người đó cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Rồi, nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ. Trời ơi, xui mấy thằng đó vô lộn nhà. Trường lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí là cũng phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mình biết chắc là chắc lẽ là cũng mấy thằng đó là vòng để mà dạ, nó thực hiện mấy cái phi vụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Không. Bởi vậy cho nên á, là sau cái vụ đó đó bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn cô bé 21 tuổi mà gan thiệt cầm rửa trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó vơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp chị. Tôi cũng vậy à, chồng tôi mà bị cái gì cả nhà biết xả tay luôn, tôi xả hết chứ. Xả trước nói sao chị Mô ơi, nói sao. Đúng rồi chứ giờ á thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó. Rửa dưới trộm đi. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu luôn. Đó bây giờ sao nè, hai đứa nhau quen nhau sao nè. Đó hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng gì không đó Sơn? Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook, biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây tầm... mấy năm. Dạ không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn 1 năm một tí thôi. Lâu quá chị ơi. Lúc mà khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có comment thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar đây nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 27 năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em, nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là đó, em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu em hồi đó em quên hả. Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn. Chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh, em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chị lên thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo lạ là em không thích, sao không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy. Từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tỵ. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao?
Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó em cũng có ngỏ lời thì cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ hai, thứ ba, hình như thứ lần thứ ba thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này làm sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng. Nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục, là đi ngang qua cái đường như em. Xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ. Xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra, thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp, nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạ. Mà võ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Không dạy võ mà còn hơi lỉ liễu. Mà bà này còn cảm giác là yếu hả? Ừ. Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên chuồng em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không tin. Đúng không? Có tin đúng không? Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, lấy nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên nó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ em quen được, khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã từng... như là một em cuộc tình thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục với tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cứ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho quen nhau nữa. Nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách khi mà... Trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ. Nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm. Vợ chồng em khủng hoảng lắm. Nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á. Nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc. Mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng. Thời gian phải lâu quá vậy ơi. Lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Yeah. Vậy thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó dễ rất là thiện cảm. Yeah. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Yeah. Biết chuyện, biết trên, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Yeah. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em nói là có cái vụ gì mà lấy lòng ông già vợ vui vui không? Ờ, okay, nghe. Dạ rồi. Có chung là ví dụ như ba em bố em thì là thích nhậu mà thích những cái món lẩu á. Là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba cho bố. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu sao mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mà mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố. Một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi. Em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được, bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới đi. Đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà.
tại người Bắc mà người Bắc cổ á, nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mẹ em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à. Mà lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy? Thấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm. Cứ chiều nữa, ví như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm và an toàn mọi phương diện. Cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á, thật sự mà nói. Chứ lại anh có một cái lợi thế là anh đàn được, anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nhà em. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi em? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi, lâu quá, 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng đúng không? Cả năm, tầm 2 tháng 60 ngày đó chị. Đó. Nó nghe nè, dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể nó nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn, thức uống đồ ra hết rồi. Xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi. Cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi. Nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô. Xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi. Thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy. Xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy? Kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bọc to vậy nè. Xong rồi có cả nhẫn nữa. Xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh rồi, xong rồi đeo nhẫn cho em rồi. Dạ. Xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đờn. Sao cầm đờn được? Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ hơn 1 năm ạ. Hơn 1 năm rồi. Chưa mà gần được 1 năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mấy cỡ tháng sau. Lâu lắm chị ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Dạ đúng. Đó thì nay là gần 5. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ nhìn cái mặt này vui quá, dễ thương quá. Tật nhiều, xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn cầm đàn đó. Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. À. Dơ đó. Ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục cho đó, thay chỗ nào là dục cho đó. Có lười tắm không? Không tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Ừ. Dạ. Bày hay đó. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu nó văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 kiếm. Phút sau dạ rồi xong rồi đi kiếm xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung bị bực bội đó. Chấp nhận dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay dạ. Còn gì nữa nè? Nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Xàm cái câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không vậy. Em hỏi gì anh? Với anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Thấy hỏi xàm xàm lắm. Xong kiểu mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì với bất cứ dạ, một nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn dần lân mà nhây mà xàm nhây lắm. Đó xàm vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là là sao ổng có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm, giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, ra không biết nhây lắm không chịu nhả. Có nhây với mẹ không?
Có. Nhây. Có luôn. À. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, đó. Nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Nó đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu: "Mẹ ơi, bán đồ." Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên, nó đâu có ai đâu. À. Cái xong rồi. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi. Cái mẹ tán loạn rồi, mẹ chạy lên: "Đâu đâu đâu, mua gì, đâu có ai mua đâu." Chị tự nhiên ngồi nói không không cho mẹ vậy. Mẹ chạy lên chọc mẹ đó. Có hay nựng mẹ rồi, có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ, nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè? Còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ, nhây đó. Nhây rồi, nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bổn rồi, bay hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm. Ngủ gáy nữa. Ngủ gáy cái tật gáy của em, không? Tội em. Ngủ ngáy. Tội em. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy luôn đó. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của loại khủng luôn, chứ không phải là loại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại, chùm lại cho em ở trong đó, xong rồi nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em mà đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn rồi là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá. Ngủ say rồi mà phải dậy mà phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Kỹ lại còn tật gì nữa không? Okay, tật gì mà đáng yêu á. Đáng yêu với mẹ chồng em. Già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc ti nè, mẹ lâu á. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang đi về đi chơi làm vậy quẹt cái. Sờ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chồng cả. Em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm, kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí hút lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Tại mẹ là bắt gỗ á, bắt mặt khổ đó. Tại nói sao mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm, mẹ em chửi là dữ lắm. Chửi sao đâu, ví dụ thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à? Chửi em cái. Toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Lắm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không dạ. Còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không mới tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu mới bộ. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó, nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc có lẽ là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn đó. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung là ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó đâu phải là ghen. Không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng.
cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt ở nhà rồi. Ông đi tới 8 đến giờ chắc đi tăng 2. Đó, từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm cái gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghỉ thôi. Nha. Dạ. Dạ. Không phải là bận xấu đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, em mong muốn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ như vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt xàm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ, chỉ bớt có như vậy thôi. Dạ. Tại vì á, bớt nóng thôi. Dạ. Cái xàm cái nhây nó vui mà. Lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Dạ. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên thường nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tính? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà, ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu, rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả công việc khác đó, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ dạ. Đang có bầu nóng tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. Nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em ạ. Mùa nóng nực với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Đó nhé. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu trước khi sờ tim mẹ mình hát cho mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà nhé. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Hạnh phúc mãi mãi em nhé. Bây giờ các bạn sẽ đến cái